Em ở nhà nhá, anh đi làm đây. Em Tuấn, anh giúp em cái này với. Giúp như nào? Anh thử lòng bạn trai của em giúp em với. Như nào? Thôi được rồi, em gọi điện cho người yêu em đi. Alo, không phải là Nam không? Tôi đây, ai đây? Tôi là bạn của Vân đấy. Vân nó đang nhậu với mấy đứa bạn, nó say quá. Ông qua đó nó giúp tôi được không? Tôi đang chuyển nước ở viện. Cái gì? Ông nó phải chuyển nước bệnh viện á? Mà ông bảo Vân làm sao cơ? Nhưng mà nó ói nhiều quá không ạ? Và nó chỉ muốn ông qua đó nó thôi. Vậy à? Thế anh chờ tôi 30 phút nữa nhá, tôi đến ngay đây. 30 phút nữa ông đến nơi á? Anh ơi, ở đấy anh có lọ dầu không? Anh xoa cho Vân giúp tôi với, để phòng cô ấy bị cảm. Ông yên tâm nhá. Vâng, cảm ơn anh nhá, tôi đến ngay đây. Thế nhá. Người yêu thì đang ở viện truyền nước, bày đặt thử lòng đấy, không vào chăm người ta đi. Con nhờ anh thử lòng làm cái gì? Xách việc, tốt thời gian.